Nghe tiếng bô nha mọi người. Mới về test nhị cho anh em xem nha. Đó, đây là lô xe về vào sáng hôm nay nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình chịu khó mình theo dõi giùm em ha. Đó mọi người, thứ hai đầu tuần thì xe lại về nữa nè. Về một vài em nữa cho anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì TBX cũng mới về, đang rửa, còn GS X Bandit thì đi con 260 coi á là lên được. Bên này thì cặp GZ để coi từ xuống đẹp nha mọi người. Anh chị và các bạn mình cố gắng mình xem kỹ cái video này nha. Tí nữa mình qua kho mình quay luôn cho mọi người ha. Mọi người coi kỹ, anh chị và các bạn nào muốn mua thì mình cứ liên hệ ha. Xe thì mới đầu tuần là về ngay thôi. Ngày nào cũng có về xe mọi người. Các bạn mua thì các bạn cứ tới nè. Thứ nhất là siêu thị mô tô siêu máy Phương Nam ở số 5 đường Lý Thường Kiệt. Các bạn chạy trên con đường Lý Thường Kiệt á thì ngã tư đồi mồi. Đồi mồi trên kia nha mọi người. Đó. Ngã tư đồi mồi. Chạy tới ngã tư đồi mồi thì nói chung là nó cách ngã tư đồi mồi tầm mấy chục mét à. Nhìn phía bên trái. Rồi, Bandit đây cũng lên đường nè mọi người. Đó. Bandit 260 coi. Đã lên đường. Đã lên đường. Xe như xe mới nha mọi người. Thì xe đi 260 cây. Con này thì được đổi lại được con S135. Bán hả? Mua luôn nhanh gọn ha. Lấy luôn. S135 này ra cái lên đường luôn. Còn đây được em TBX nữa này. Đó, con GZ về nè mọi người. GZ có 2 thùng luôn. Con này để coi thử đòi nhiêu ta. 27 ha, giá nhiêu? 47 chừng 45 chừng 9 thôi. 47 đấy. Bao nhiêu? Khoảng tầm 47 triệu giảm. Đi. 45 à. Giảm 900 với anh em nha. Con này đi 18.000 à. Màu xám. Cái 45 triệu 9 hả? Rồi, thì đây mọi người, đây là một con GZ150A. Con này thì vừa về đây. Còn bên kia thì xe đang xuống nữa nha mọi người. Sẵn mình quay trong này luôn. Đó, vừa về con này đẹp lắm. Con này còn hai cái thùng nữa. Về hai con. Con này như nhớ không nhầm nó có 700 cây này. Wow. 704 cây. 704 cây hả? 704 cây. Đó mọi người, như một con xe mới, ốc còn 7 màu. Nè. Nó còn 7 màu, xe chưa rửa nhưng mà còn 7 màu luôn. Bọc keo nguyên con luôn. Con này quá đi anh. Con người ta gửi. Đó, đây là cặp thùng của nó. Con này thì anh em là 58 triệu 900. Kèn còn chưa bóc hết cái này. Xe này thì cũng lâu nè. Đóng nhện nhện nè. Ốc tán thì nói chung là như xe mới đâu, con này không khác gì con xe mới nha. Nè, ốc nhìn nó nè mọi người. Dạ, ít đi. Xe 28, cuối 28. Nhìn đóng như thế này thì anh nghĩ đi cái kiểu gì? Tháng 12, 28. Tháng 12, 28. Có thùng, có
vô. Hả? Tại người ta không đi á, chắc cũng quanh chỗ nào nè, đang bị xét si đây tí nha mọi người. Cái này về mà nói lại. Con này 58,9 triệu ha. Quá đẹp. 700 coi. À 704 coi. Chưa tăng xin, tăng xích gì. Ốc chưa vặn luôn. Cái này rửa ra đảm bảo các bạn là nó sáng không tướng được luôn. Về cái con này ha. Không còn con nữa. Con nữa không đẹp lắm ha. Con tới biết nãy là 45 à. Để cho anh em 45,9. À 45,9 nha mọi người. Đây đang rửa. Đây. Đây là một em Z800. Đầu tuần về những hàng khủng luôn. Con Z8 này đẹp nhỉ. Bô nhìn hơi bị ngon đấy. Nổ máy rồi. Nổ cho phê rồi. Còn xanh không? Giá nhiêu anh? Đấy, 163. À, 163. Các bạn đợi tí nha, từ từ mình quay kỹ cho. Còn một con còn con GZ ở trên nữa nha. Con đấy bô hay quá. Đây, để mình lướt cho anh chị và các bạn cái con này đẹp quá. Quá phê. Rồi, đi qua bộ SC. Nó rất ấm nha mọi người. Lên được coi chống đổ. Con này là bản thường. Nãy anh nói là như 165 à. Qua đi bao nhiêu ngàn. Con này đi 16 ngàn à. Quá cứng luôn rồi nhé. Con này cũng bao cứng đấy. Xe vừa rớt về không nhiều khi anh em bảo cứ toàn là xe dọn đó. Đúng rồi. Đó vừa ở trên xe xuống như nào quay luôn cho mọi người á. Mọi người xem hả? Đúng chất như thế thôi. Không biết được đi bao nhiêu ngàn nữa. 16 ngàn rồi. Ừ. Ủa sao bánh to dữ ta. Con này sao bánh to dữ anh. Bánh nó chắc 8 nào chẳng thế. Ủa sao nhìn to á bên ngoài này. Bên này nhìn thấy bự ghê thiệt á. 165 đúng không? 163. À, 163. Ở đợt này thì Z8 có tới nhiều 6 con hả? 6 con Z8 nha mọi người. Z8 thì bao nhiêu? Anh chị và các bạn mình cứ yên tâm nha. Mở cốp ra xem thấy cà vẹt không? Mấy cái thanh thiên niên này này toàn gửi xe không gửi cà vẹt. Mới về test nhị cho anh em xem nha. Mọi người đang test con xe cho mọi người ha. Bồ nổ hay lắm mọi người. Đó rồi ghét nữa. Quá phê. Đó đây là lô xe về vào sáng hôm nay nha mọi người. Thì anh chị và các bạn nào mua thì mình chịu khó mình theo dõi giùm em ha.
tí nữa mình qua anh kia mình quay cho anh chị và các bạn ha.